Hoàng Xuân Lãm suýt mất mạng vì bạn thân của vợ. Các bạn thân mến, Hoàng Xuân Lãm, sinh năm 1928, mất năm 2017, nguyên là một tướng lĩnh gốc kỵ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung tướng. Trong cuộc đời của mình, Hoàng Xuân Lãm đã suýt chết dưới bàn tay của bà Tiết, đóng vai cô Hoa Khôi hạng nhất. Vậy, Hoàng Xuân Lãm là ai và sự kiện ám sát này diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn trong video ngày hôm nay nhé! Một, tiểu sử và binh nghiệp. Hoàng Xuân Lãm sinh năm 1928 tại Quảng Trị, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình hiếu học. Song thân là hai cụ Hoàng Trọng Thuần và cụ Hồ Thị Đạt, vợ là bà Nguyễn Thị Lê Hồng. Ông bà có 5 người con, một trai, 4 gái. Thiếu thời, Hoàng Xuân Lãm theo cấp tiểu học ở Quảng Trị. Lên trung học, Lãm được gia đình cho vào Huế học tại trường Quốc học. Năm 1948, Lãm tốt nghiệp trung học với văn bằng tú tài bán phần, sau đó được bổ dụng về Quảng Trị làm giáo viên tiểu học cho đến ngày gia nhập quân đội. Tháng 9 năm 1950, thi hành lệnh động viên của Quốc gia Việt Nam, Hoàng Xuân Lãm nhập ngũ vào quân đội quốc gia mang số quân 48/201.368. Hoàng Xuân Lãm theo học khóa 3 Trần Hưng Đạo trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt. Tháng 10 năm 1952, Hoàng Xuân Lãm trúng tuyển vào binh chủng thiết giáp và được cử theo học khóa căn bản thiết giáp tại Trung tâm Huấn luyện Thiết giáp Viễn Đông của quân đội Pháp Cap Saint-Jacques, Vũng Tàu, từ ngày 1 tháng 10 năm 1952 đến ngày 1 tháng 5 năm 1953. Năm 1954, Lãm được thăng cấp đại úy, sau cùng là tư lệnh một quân đoàn danh tiếng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 10 năm 1955, ngay sau nền đệ nhất Cộng Hòa ra đời, Lãm được thăng cấp thiếu tá, giữ chức vụ trung đoàn trưởng trung đội 1 kỵ binh, thay thế thiếu tá Vĩnh Lộc được cử đi du học khóa chỉ huy và tham mưu tại Hoa Kỳ. Qua năm 1956, trung đoàn 1 kỵ binh được cải danh thành trung đoàn 1 thiết giáp. Đầu tháng 5 năm 1957, Hoàng Xuân Lãm được lệnh bàn giao trung đoàn 1 thiết giáp lại cho đại úy Dương Hiếu Nghĩa. Cuối tháng này, Lãm được thăng cấp trung tá và được cử giữ chức vụ chỉ huy trưởng bộ chỉ huy thiết giáp tại trại Trần Hưng Đạo, thay thế cho trung tá Dương Ngọc Lắm. Tháng 6 năm 1959, nhận lệnh bàn giao bộ chỉ huy thiết giáp lại cho thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu để đi học khóa chỉ huy và tham mưu tại Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Sang năm 1960, mãn khóa về nước, Lãm được phục vụ tại trường đại học quân sự tại Sài Gòn. Tháng 2 năm 1963, Lãm được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh, thay thế đại tá Lê Quang Trọng. Ngày 11 tháng 8 năm 1964, Hoàng Xuân Lãm được vinh thăng hàm chuẩn tướng tại nhiệm. Tháng 10 cùng năm, nhận lệnh bàn giao sư đoàn 23 cho đại tá tư lệnh phó Nguyễn Xuân Thịnh, khóa 3 Đà Lạt, sau cùng là trung tướng chỉ huy trưởng pháo binh trung ương. Cùng tháng, Lãm được bổ nhiệm tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh thay thế cho đại tá Nguyễn Thanh Sằng, khóa 2 Võ Bị Huế, sau cùng là thiếu tướng tư lệnh tiền phương quân đoàn 4, giải ngũ năm 1973. Đến tháng 11 năm 1965, được vinh thăng hàm thiếu tướng tại nhiệm. Cuối tháng 5 năm 1966, Hoàng Xuân Lãm được kiêm tư lệnh quân đoàn 1 thay thế thiếu tướng Huỳnh Văn Cao. Tháng 11 cùng năm, bàn giao sư đoàn 2 lại cho đại tá Nguyễn Văn Toàn để chính thức giữ chức vụ tư lệnh quân đoàn 1. Đến tháng 7 năm 1967, Lãm được vinh thăng hàm trung tướng tại nhiệm. Tháng 2 năm 1971, Lãm được cử giữ chức tư lệnh cuộc hành quân Lam Sơn 719. Đầu tháng 5 năm 1972, sau vụ thất thủ và để mất Quảng Trị, Hoàng Xuân Lãm được lệnh bàn giao quân đoàn 1 lại cho trung tướng Ngô Quang Trưởng để về trung ương nhận nhiệm vụ khác. Giữa tháng 5 cùng năm, Hoàng Xuân Lãm được cử làm phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng Trần Thiện Khiêm và ở chức vụ này cho đến cuối tháng 4 năm 1975. 2. Bà Tiết và cuộc ám sát bất thành. Lại nói về người phụ nữ gan dạ ám sát tướng Việt Nam Cộng Hòa Hoàng Xuân Lãm, mọi người thường gọi là bà Tiết. Bà sống tại phường An Hải Tây, thành phố Đà Nẵng. Vừa xinh đẹp lại hát hay. Năm mới lên 10, bà Tiết đã vào đội văn nghệ Việt Minh ca hát, diễn kịch tuyên truyền phong trào chống Pháp. Với nhan sắc vạn người mê, bà được mệnh danh là ngôi sao quận 3, hoa khôi hạng nhất. Trong giai đoạn chiến tranh chống Mỹ khốc liệt 1965-1968,
Ngôi nhà của bà từng là nơi chôn giấu vũ khí của bộ đội và du kích. Đặc biệt trong cuộc tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, cơ quan chỉ đạo tiền phương của quận ủy quận 3 trực thuộc đặc khu Quảng Đà cũng đặt tại đây. Vào ngày 25 Tết, địch có lẽ đã đánh hơi thấy bộ đội ta sẽ tấn công. Chúng đã bố ráp dồn dân An Hải về ngã năm trên đường Ngô Quyền để thanh lọc. Nhiều đồng chí lãnh đạo quận ủy quận 3 xuống Đại Nghĩa đào thêm hầm bí mật để giấu quân và một số du kích cải trang hoạt động hợp pháp cũng bị địch gom về. Khi được biết chỉ huy của bố ráp là trung úy cảnh sát đặc khu Đà Nẵng Hồ Xuân Nén, bà Tiết đã trang điểm đôi chút, mặc áo dài, vai mang túi sách nhỏ vờ đi dạo phố. Biết bà quen với vợ tướng Lãm, từ xa Nén đã đon đả chào rồi giới thiệu bà với Nguyễn Văn Dinh là trưởng phòng cảnh sát Đà Nẵng cùng tham gia chỉ huy bố ráp với y. Thế là bà mời chúng và bọn lính canh đang canh gác ở ngã năm vào quán nước bên đường đãi một chầu bia đến say túy lúy. Lợi dụng bọn địch đang lo chúc tụng bia bọt lấy lòng người đẹp, các cán bộ và du kích của ta liền thoát khỏi vòng vây. Đến 29 Tết, quận ủy quận 3 cho đặt một khẩu cối 82 ly trên sân thượng tầng 2 nhà bà, nhằm bắn khống chế trung tâm Sơn Trà, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy đánh vào trụ sở và chi khu của bọn địch ở bờ đông sông Hàn. Nhưng rồi do bị lộ, lực lượng đặc công biệt động thành có lệnh rút về căn cứ lõm K-20 ở Bắc Mỹ An. Tuy nhiên, bọn địch cũng đã đón các ngả đường nên mọi người phải nằm lại hầm bí mật tại nhà bà Tiết. Trong đó có đồng chí Nam Thông, bí thư quận ủy quận 3. Hầm hết chỗ, 14 cán bộ chiến sĩ đặc công lên ở luôn trên sân thượng, chỉ phủ bạt lại để che mắt máy bay địch nhằm ngó. Bà Tiết cùng các con lo tiếp tế cơm nước, sau đó tìm cách đưa các anh về căn cứ an toàn. Sau khi Hoàng Xuân Lãm lên giữ chức tư lệnh vùng 1 chiến thuật, biết được vợ Lãm đam mê đi chùa và buôn lậu nên tỉnh ủy Quảng Đà đã chỉ đạo các cơ sở cách mạng, biệt động thành tìm mọi cách tiếp xúc để hùm hạp buôn bán mượn đường vận chuyển lương thực, thuốc men ra vùng căn cứ của ta ở Đại Lộc, Điện Bàn. Bà Tiết được quận ủy quận 3 chỉ đạo tiếp cận vợ Lãm, thu thập thông tin về những cuộc hành quân càn quét, lùng sục cơ sở cách mạng dưới sự chỉ huy của tướng Lãm để có phương án đối phó. Bà đã tiếp cận và quen vợ Lãm trong một lần đi chùa. Vợ Lãm đưa bà về nhà, thấy bà tới nhà chơi, Lãm cũng thích lắm chứ. Từ đó, bà như người thân của vợ chồng Lãm. Thỉnh thoảng, họ dùng xe jeep chở bà đi đây đi đó. Bọn lính cảnh sát thấy bà là dập chân chào kiểu nhà binh. Đến cuối năm 1969, bà Tiết được đồng chí Trần Văn Đán lúc bấy giờ là phó bí thư quận ủy quận 1 Đà Nẵng, kiêm chính trị viên quận đội quận 1 giao nhiệm vụ ám sát Hoàng Xuân Lãm. Điều khó tin được là khi vào Thanh Quýt, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam gặp đồng chí Đán, bà Tiết đã đi nhờ xe ô tô do chính Chủ tịch Quốc dân Đảng Đà Nẵng là Trần Đăng Sơn cầm lái. Được chở người đẹp đi chơi, Sơn mừng hí hửng. Đâu ngờ bà Tiết đi nhận mệnh lệnh và vũ khí để ám sát tướng Lãm. Bà Tiết kể lại, ông Đán giao cho tôi một khẩu súng ngắn với 2 băng 13 viên đạn. Thật đáng tiếc là vụ ám sát bất thành. Khi bà mang vũ khí trong chiếc túi xách tay qua cầu Trịnh Minh Thế để đi gặp Lãm thì bị lộ. Tướng Lãm đích thân đến gặp bà gầm lên. Vì sao muốn giết tôi? Bà ung dung nói, quê hương tôi bị bom cày đạn sới, người chết đầy đồng cũng do ông chỉ huy bọn lính càn quét đánh phá. Tôi giết ông để trả thù cho đồng bào tôi, cho quê hương tôi. Tướng Lãm tái mặt nghẹn lời. Sau đó, chúng đưa bà ra tòa xử tuyên án 15 năm tù. Trước đông đảo bọn giặc, Lãm gặp bà hất hàm. Chừng ấy cũng đủ cho cô rục xương trong tù rồi. Ai biểu đi làm cộng sản? Bà Tiết điềm nhiên trả lời. Mạng sống tôi giờ ở trong tay ông thì kêu bao nhiêu năm tù không được. Nhưng biết đâu, mai mốt tôi về cũng có thể. Ông cứ ráng sống mà xem. Chúng đưa bà đi khắp các nhà giam Thanh Bình, Gia Long, Kho Đạn, dùng đủ thứ cực hình tra tấn, song bà vẫn một mực không khai ra cơ sở cách mạng. Mãi đến ngày giải phóng Đà Nẵng, 29 tháng 3 năm 1975, bà được một chiến sĩ biệt động thành Đà Nẵng vào cõng ra khỏi nhà giam Kho Đạn. 3. Hoàng Xuân Lãm và khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 1971, Lãm được cử giữ chức tư lệnh của hành quân Lam Sơn 719, hay còn gọi là chiến dịch đường 9 Nam Lào, diễn ra vào ngày 8 tháng 2 năm 1971 và kết thúc ngày 6 tháng 4 năm 1971. Đây được coi như là một bước ngoặt rất ý nghĩa cho cả hai phía quân đội nhân dân Việt Nam và Liên quân Mỹ, quân đội Sài Gòn. Vào sáng ngày 8 tháng 2 năm 1971, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố trên đài phát thanh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở màn chiến dịch Lam Sơn 719.
Đây cũng là chiến dịch lớn nhất của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh mà tướng Lãm lúc này được tin tưởng giao giữ trước tổng tư lệnh. Mục đích của hành quân này của chúng là tiêu diệt và phá hủy căn cứ tiếp cận của quân đội ta tại Lào và Campuchia, triệt phá các kho tàng của ta trên đất Lào, chiếm giữ và kiểm soát đoạn đường chính dài 42 km từ Lao Bản đến Sepol, cắt đứt nguồn chi viện của quân giải phóng từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, khi chúng mở cuộc tấn công sau một tháng bị kìm chân ở Bản Đông, Nguyễn Văn Thiệu sốt ruột lệnh cho Lãm: "Anh chỉ cần đến Sepol tè ra đó một bãi rồi về." Ngày 3 tháng 3, tướng Lãm đã cho đổ quân bằng trực thăng lớn nhất, nhưng đây cũng là tổn thất trực thăng lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam. Tướng cố vấn quân sự Mỹ nhận xét, chiến dịch này đã phá hủy phần tinh nhuệ nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Việc điều khiển chiến dịch này rất tồi. Tại sao quân giải phóng biết trước mà phục kích? Cuộc hành quân đã mất đi yếu tố bất ngờ vì thời gian soạn thảo và thực thi kế giữa Washington và Sài Gòn kéo dài quá lâu, khiến nhiều bí mật của cuộc hành quân bị tiết lộ. Không ít ý kiến cho rằng Hoàng Xuân Lãm đã để lộ kế hoạch tuyệt mật này, cho nên sau này khi để mất Quảng Trị, Lãm đã không còn được tin tưởng và được giao những chức vụ quan trọng. Nhưng dù thế nào thì chỉ là sự ước đoán từ nhiều tình tiết khác nhau. Đến năm 1972, sau vụ thất thủ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa, Hoàng Xuân Lãm bị cách chức thuyên chuyển về Bộ Quốc phòng giữa những chức vụ không quan trọng. Được lệnh bàn giao lại quân đoàn 1 cho Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Giữa tháng 5 cùng năm, ông được cử làm phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng, nhưng thực tế chỉ là một chức vụ ngồi chơi xơi nước. Có thể thấy, tướng Hoàng Xuân Lãm đã quá chủ quan với lực lượng đến tăng viện. Đầu tiên là lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến, kế đến là 3 liên đoàn biệt động quân. Tất cả đều mới đến và đầy đủ quân số, khiến tướng Lãm tin rằng hắn không chỉ củng cố được vị trí phía Bắc mà còn có thể phản công thu hồi các vùng đất đã mất. Với ý tưởng này, dù Lãm đã từ chối yêu cầu của tướng Vũ Văn Giai xin tăng viện để củng cố tuyến phòng thủ ở Quảng Trị, nhưng tướng Vũ Văn Giai cứ khăng khăng mãi đến lúc đầu là một liên đoàn, rồi liên đoàn kế tiếp. Cuối cùng, cả 4 liên đoàn biệt động quân thuộc quân đoàn 1 đều được gửi đến Quảng Trị để tăng viện cho sư đoàn 3 của tướng Giai. Tướng Lãm rất lạc quan và tin rằng với lực lượng mới đến, mình có thể nhanh chóng tổ chức phản công. Sự lạc quan này càng rõ vào chiều ngày 9 tháng 4 khi quân giải phóng tổ chức tấn công lớn lần thứ 2. Lần này huy động cả sư đoàn 304 lẫn 308 với sự yểm trợ của 2 trung đoàn xe tăng tấn công đồng thời từ hướng Bắc và hướng Tây. Lữ đoàn 1 thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa, lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến, liên đoàn 5 biệt động quân liên tiếp báo thắng lợi khi đẩy lùi nhiều đợt tấn công của quân giải phóng. Nhiều xe tăng T-54 bị thủy quân lục chiến dùng súng chống tăng LOR hoặc pháo của xe tăng M48 Patton bắn cháy. Căn cứ Pedro bị tràn ngập nhưng sau đó được sư đoàn 3 bộ binh phản công chiếm lại vào ngày hôm sau. Đến cuối ngày 9 tháng 4, tuyến phòng thủ kéo dài từ cửa Việt đến Đông Hà quẹo xuống hướng Nam đến căn cứ Pedro vẫn nguyên vẹn. Trong suốt chiến dịch xuân hè 1972, chiến dịch Nguyễn Huệ hay còn gọi là mùa hè đỏ lửa 1972, Easter Offensive 1972. Tướng Lãm ít khi viếng thăm các đơn vị thuộc cấp hay căn cứ tiền tuyến. Hắn chủ yếu điều hành và chỉ huy từ xa thông qua các bản báo cáo và ra lệnh từ tổng hành dinh của mình. Hoàng Xuân Lãm chưa từng tận mắt chứng kiến các binh sĩ của mình đang phòng thủ ra sao. Mặc dù kế hoạch phản công đã được thảo luận và bàn bạc kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng bị hủy bỏ do nếu tập trung quân đủ để đảm bảo chiến thắng ở phía Bắc thì sẽ suy yếu tuyến phòng thủ ở phía Tây, trong khi quân giải phóng lại đông và mạnh hơn ở phía Tây. Nếu sườn phía Nam không thể giữ vững, sẽ kéo theo sự sụp đổ của Quảng Trị. Sau khi bàn bạc lại, tướng Lãm quyết định hướng tấn công sẽ chuyển thành hướng Tây thay vì hướng Bắc. Tướng Lãm muốn giành lại các căn cứ phòng thủ ở hướng Tây theo từng chặng bao gồm Cam Lộ, Cam Carol và Mai Lộc bằng các cuộc tấn công mạnh. Lãm yêu cầu các đơn vị tiến hành các cuộc hành quân và tiêu diệt các đơn vị quân giải phóng trước khi mở các cuộc tấn công cho chặng kế tiếp. Cuộc phản công cũng sẽ mang tên chiến dịch Quang Trung 729, Operation Quang Trung 729, và thời gian bắt đầu cuộc phản công sẽ là ngày 14 tháng 4 năm 1972. Hoàng Xuân Lãm vào thời điểm đó đã quá chủ quan, lơ là và thiếu trách nhiệm trong cách cầm quân lẫn trong kế hoạch tác chiến. Là tổng tư lệnh một đội quân hùng mạnh, nhưng chất bẩn tướng thì vẫn hiện rõ mồn một. Lãm là một tướng lười, chỉ đứng xa quan sát, không tận mắt lãnh đạo. Vậy nên thất thủ Quảng Trị năm đó là một kết quả tất yếu. Chính vì vậy mà sau trận chiến đó, Lãm đã bị cách chức và không còn được coi trọng. Nhưng nhờ có một vị tướng như thế mà quân giải phóng chúng ta đã giữ được Quảng Trị. Thất bại ban đầu của Việt Nam Cộng Hòa Quảng Trị năm 1972
khiến Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA đều nhận định rằng nếu Huế thất thủ, chính phủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ sụp đổ theo. Trưa ngày 29 tháng 4 năm 1975, Hoàng Xuân Lãm đem theo gia đình từ Vũng Tàu di tản ra khơi trên cơ xưởng hạm Vĩnh Long HQ-802. Hạm trưởng là Hải quân Trung tá Vũ Quốc Công. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Hoàng Xuân Lãm định cư tại Davis, California, Hoa Kỳ. Lãm đã sống tại đây và qua đời ngày 2 tháng 5 năm 2017 tại Tư Gia. Các bạn vừa theo dõi Hoàng Xuân Lãm, một fan nhớ đời, suýt bỏ mạng vì gái. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.